Vâng, rất là vui mừng lại được quay trở lại với toàn thể anh em để giới thiệu đến anh em những cái bộ mic, những cái con vang cực kỳ là chất lượng mà giá thì hợp lý. Và ngày hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2022 thì em vừa mới về được thêm đúng 6 con này thôi ạ. À, những em nào nhanh tay thì còn em nhé, chứ còn cái dòng vang này thì em đăng lên thì thực sự là anh em rất là nhiều anh em là đã mong đợi những cái dòng vang như thế này. À, một trong những cái dòng vang số chỉnh cơ. Đấy, vang số chỉnh cơ rất là quen thuộc 6CH. Nhưng mà đặc biệt là cái mã này thì nó này là mã đời cao nhá, mã 338A. Thì đây là một cái mã rất là mới. Đấy, một trong những cái dòng vang mà rất là được ưa chuộng. Ở trên cái vang này thì nó tích hợp đầy đủ các cái chế độ ví dụ như là lâng tiếng. Nó tích hợp thêm cả lâng tiếng nhá. Đấy, và chống hú cực kỳ là tốt luôn. Đấy, những cái nút chỉnh cơ ở đây rất là dễ. Vang này thì cái số lượng em về chỉ được đúng 6 con này thôi. Và em sẽ để cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là rẻ, thậm chí nó rẻ hơn cả một cái con vang nhái đẻo, và đặc biệt là rẻ nhất thị trường cái thời điểm hiện tại bây giờ luôn em nhé. Anh em đang xem video thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một cái con vang chất lượng giá hợp lý, thì anh em đừng quên ấn đăng ký kênh và nút chuông để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hình thức, sau đó em sẽ hướng dẫn luôn anh em cách sử dụng cái vang này nó như thế nào. Và đồng thời em cũng hướng dẫn anh em cách cắm và mà test qua tiếng mic rồi báo giá luôn. Với một cái thời lượng cực kỳ là ngắn, nhưng mà trong cái video này em sẽ hướng dẫn luôn anh em cách chỉnh. Thế nên anh em nếu như anh em nào mà chưa biết sử dụng cái vang này thì anh em có thể cố gắng xem video, đừng nên tua qua, tại vì là rất là nhiều những cái thông tin mà em muốn gửi đến anh em. Đầu tiên thì em cũng giới thiệu qua thì đây là một cái dòng vang mà phải nói là thực sự là rất là được ưa chuộng. Đây là một cái dòng vang số chỉnh cơ. Nó là một dòng vang số nhưng mà nó tích hợp và tất cả những cái nút chỉnh cơ bên ngoài này. Thế nên là anh em không cần phải là chỉnh trên những cái phần mềm hoặc là chỉnh trên những cái nút này. Nó rất là khó khăn. Nhiều anh em mới chơi vang hoặc là những cái bác cao tuổi thì bác dùng những cái con vang số thì nó rất là khó khăn. Thế nên là những cái dòng vang số chỉnh cơ này thì thực sự nó rất là được ưa chuộng. Và đặc biệt là cái vang này thì nó tích hợp thêm cả cái chế độ lâng tiếng là một này, chống hú là hai này, và những cái nút chỉnh cơ này rất là dễ chỉnh. Cái mặt của nó thì được là mặt phay nhôm nhá, mặt phay nhôm và được sơn màu đen rất là đẹp. Những cái con vang này thì em bao cho anh em là mặt của nó không có nào xước hết. Có 6 con nhưng mà cái vang này nó rất là dày, size của nó là 2U. Thế nên là em để lên trên này, nếu như mà để trồng cao quá thì sợ nó đổ. Thế nên là em chỉ để 3 con đây để anh em tham khảo thôi. Và các cái nút chỉnh ở trên này thì thực sự nó cũng rất là dễ luôn. Đấy, nó rất là dễ anh em ạ. Và trên cái YouTube thì cũng rất là nhiều anh em là đã hướng dẫn qua cho anh em chỉnh cái vang này. Đấy, và trong cái video này thì em cũng hướng dẫn chỉnh sơ sài cho anh em thôi, các cái chức năng cơ bản để anh em hiểu rõ. Thì đầu tiên nếu như anh em mà muốn chỉnh mic thì đây là cái volume mic ạ. Đây là cái volume mic này và đây là cái volume nhạc. Đấy. Thường thì những cái dòng vang này thì em sẽ cài sẵn cho anh em hết những cái chế độ effect rồi. Về anh em chỉ việc cắm lên và anh em chỉnh. Còn nếu như anh em nào muốn chỉnh chuyên sâu một chút thì còn rất là nhiều những cái video mà đã giới thiệu hoặc là hướng dẫn anh em cách chỉnh cái vang này. Em cái thời gian nó rất là ngắn, thế nên là em chỉ hướng dẫn qua cho anh em thôi. Em chỉ hướng dẫn qua một vài cái chi tiết để đơn giản anh em về anh em nắm bắt được thôi. Đầu tiên là anh em muốn chỉnh mic thì anh em ấn vào cái chữ mic mode ở đây, mic mode ở đây. Đấy, sau khi mà nó hiện nhấp nháy này, nếu anh em chọn cái chế độ khác, ví dụ chế độ 2, chế độ 3, chế độ 4, chế độ 5 thì anh em cứ ấn thôi. Đấy, thường thì em sẽ chỉnh cho anh em là cái chế độ echo cộng reverb 2. Đấy, echo cộng reverb 2. Đấy, echo cộng reverb 2 đây. Còn nếu như mà anh em muốn chỉnh sâu một chút thì anh em chuẩn bị hộ em một cái tu vít. Đây, một cái tu vít hai cạnh thì anh em vặn vào đây cho em. Khi cái này nó nhấp nháy thì anh em chỉ cần chỉnh ví dụ như delay. Delay ở đây thì anh em nó chính là cái độ cái quãng lặp lại của một cái tiếng mic ví dụ như A. Đấy, và cái tiếp theo từ A đấy nó chính là cái delay em nhé, cái độ trễ chính là cái delay. Đấy, và khi nó nhấp nháy này thì anh em chỉnh cho em thì thường em sẽ chỉnh cho anh em đến mức khoảng tầm 230 thôi, 230. Đấy, và còn cái reverb là repeat này, repeat này thì chính là cái quãng lặp lại, cái thời gian lặp lại em nhé. Thời gian lặp lại thì thường thì em cũng sẽ để cho anh em đến mức khoảng tầm 40 hoặc là 50 thôi, chứ còn nếu như để nhiều quá thì nó sẽ bị nhão tiếng mà anh em hát nó sẽ không được được hay. Và cái nút thứ ba ở đây chính là cái nút echo reverb. Đây chính là cái chế độ tỷ lệ giữa echo và reverb em nhé. Thì em sẽ set up chung là tầm 75 echo và 25 reverb. Đấy, còn cái reverb time ở đây chính là cái thời gian của cái mức ngân của cái reverb em nhé. Nếu như mà anh em chỉnh với chế độ reverb thì nó sẽ có reverb time ở đây. Đấy, còn đây là các cái chế độ chỉnh bass chép.
Nếu như anh em muốn chỉnh bát chép thì anh em ấn vào cái music. Đấy, ấn vào cái music này thì lập tức là anh em nó xoay đây thì nó sẽ hiện lên là cái bát với cái chép rồi nhá. Đấy, cái này để cao quá. Đấy, để vào tầm 6 thôi. Đấy, và cái chép này thì để vào tầm chép này cũng để cao quá. Chép này để tầm 4 thôi em nhá. Đấy, tầm 4 này là vừa. Đấy, còn sau khi anh em chỉnh xong thì lập tức là nó sẽ tự lưu lại. Đấy, và cái chế độ nhạc này thì nó cũng có rất là nhiều chế độ anh em có thể tự cài sẵn lại được em nhá. Đấy, vì anh em muốn cài chế độ 2 thì anh em ấn vào cái chữ 2 này và anh em xoay. Đấy, sau khi em xoay rồi thì nó sẽ tự lưu lại em ạ. Nó sẽ tự lưu lại luôn. Đấy, còn đây là các cái nút chỉnh các cái giải mic. Đấy, nó cũng như là một cái con vang số và với nhiều cái giải thì nó sẽ thể hiện hết ra bên ngoài rồi. Thế nên là anh em chỉ việc cho tôi biết để anh em vặn thôi. Còn nếu như mà muốn chỉnh chuyên sâu về cái tiếng mic này thì cũng có rất là nhiều những cái video hướng dẫn này trên YouTube. Chính vì cái thời lượng của cái video nó không được dài, thế nên là em chỉ giới thiệu qua với anh em thôi. Đấy. Còn đây là cái phần nội thất em nhé. Đây, cái phần nội thất đây. Thì đây là một cái dòng vang 6CH đời cao. Thế nên là những cái vỉ mạch của nó thì anh em nhìn nhận nó còn rất là mới em nhé. Đấy, nó cực kỳ là mới luôn. Đấy, từ những cái linh kiện em ạ. Đây, từ những cái linh kiện của nó còn rất là mới này. Đấy, rất là mới luôn. Rất là sáng đẹp. Từ những cái vỉ này nó cũng rất là đẹp anh ạ. Đấy. Còn đây là những cái vết keo nhá. Đây là những cái vết keo họ đổ để liêm phong. Đấy, và tất cả những cái con vang này thì em bao cho anh em là zin hết em nhé. Zin hết 100% luôn. Đấy. Còn phía sau thì em sẽ hướng dẫn qua anh em là cách cắm ở phía sau của cái vang này. Thì anh em mua về thì em sẽ tặng kèm cho anh em là một cái dây ca lông, dây rắc ca lông ba chân này, da amly hoặc da đẩy. Thế nên là anh em về anh em lưu ý giúp em là anh em cắm hộ em vào cái chân N và chân R này nhá. Lưu ý chỉ cắm vào chân N và chân R này thôi. Đấy, còn chân center này, nếu như đẩy 3 kênh, 4 kênh thì em có thể cắm vào chân center này hoặc là chân súp này. Đấy, còn đây là chân RS và LS. Còn cái tín hiệu vào thì anh em có thể cắm vào chân chân đỏ và chân trắng này, chế độ BMG hoặc là chân đỏ chân trắng chế độ AUX. Anh em lưu ý là chỉ cắm chân đỏ và chân trắng này thôi, còn cái chân vàng là cái chân video anh em không nên cắm vào. Anh em chỉ cắm vào em hai cái chân là đỏ chân trắng cái tín hiệu vào em nhé. Đấy. Còn là phía sau thì đây là cái chỗ cắm dây nguồn và cái chỗ cắm dây nguồn thì nó có một cái cầu chì ở đây để bảo vệ. Đấy, rất là đẹp anh em. Đấy, những cái nội thất của nó anh em nhìn những cái vang chất lượng rất là nặng em ạ. Đấy, cầm rất là nặng luôn. À, những cái dòng vang này thì em thực sự với anh em là em bán rất là nhiều rồi, em bán rất là nhiều rồi và rất là nhiều anh em là đang hỏi cái dòng vang này nhưng mà hiện tại em không có và hôm nay thì em về được đúng 6 con này thôi. Thế nên là nếu như anh em mà không nhanh tay thì chắc cũng không còn đâu. Bây giờ em thử qua cái tiếng mic của cái vang này để anh em nghe nhé. Đây, em đã lắp sẵn vào cái mic này, em lắp sẵn vào cái mic đen sen này và em cắm vào trên cái con vang này. 6 7 1 1 2 3 4 5 6 6 7 1 1 2 3 4 5 6 6 7. Gần như không hú em nhé, gần như là không hú luôn. Cái con vang này chống hú cực kỳ là tốt. Đấy, bây giờ em lại bật tiếp cái chế độ nghe nhạc để cho anh em nghe cái nhạc của cái vang này em nhé. Đây. Thực sự nghe cái tiếng nhạc của nó quá hay em ạ. Tiếng nhạc quá hay và tiếng mic của nó chống hú cực kỳ tốt và vang nhại rất là mượt luôn. Và đặc biệt là cái dòng này nó rất là dễ chỉnh. Đây, cái chế độ nâng tiếng em ạ. Exciter đây, Exciter chính là chế độ nâng tiếng. Và cái chế độ FBX ở đây chính là cái chế độ chống hú. Còn những cái nút này thì có rất là nhiều anh em hướng dẫn chỉnh rồi. Ở cái video nó thời lượng cũng có hạn, thế nên là em sẽ chỉ giới thiệu qua với anh em thôi. Và bình thường thì một cái dòng vang như này về thì giá niêm yết bên em là từ 1.6 triệu đến 1.7 triệu em nhé. Ấy, nhưng mà hôm nay thì cái dòng vang này đời nó vừa cao, hình thức nó rất là đẹp và đặc biệt là cái số lượng nó chỉ có 6 con thôi. Em sẽ xả nhanh cho anh em nào nhanh tay với một mức giá cực kỳ là tốt. Đấy, bình thường là một cái dòng vang này thì là 1.6 triệu em nhé. Ấy, nhưng mà hôm nay em sẽ xả cho anh em với mức giá cực kỳ là tốt luôn, chỉ với 1.450.000 nhé, chỉ có 1.450.000 một cái con vang H6 CS6 đời cao, mã của nó là 338A. Và em tặng kèm đầy đủ dây rắc cho anh em. Nếu như anh em nào dùng amly thì em tặng kèm dây rắc amly. Còn nếu như anh em nào dùng đẩy thì em sẽ tặng kèm cho anh em là một cái dây rắc đẩy, đôi rắc đẩy. Đấy.
chỉ có 1.450.000 bao đầy đủ dây rắc, bao ship cho anh em và bảo hành 3 tháng. À, nhận hàng anh em được kiểm tra, được test thử em nhé. Đấy, cực kỳ là rẻ luôn. Em khẳng định với anh em là những cái dòng vang này nó hay hơn rất là nhiều so với những cái con vang nhái, vang mới anh em mua trên thị trường từ 2 đến 3 triệu nha. Đấy, thực sự nó rất là đẹp luôn mà chỉ có 1.450.000 thôi. Anh em nào chốt cái vang này với mức giá là 1.450.000 thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369 797955 hoặc là 0912 797955 em nhé. Rất là chất lượng, rất là đẹp mà chỉ có 1.450.000, em bao ship lại còn tặng đầy đủ dây rắc cho anh em luôn, bảo hành 3 tháng. Đấy, quá đẹp anh em ạ. Đấy, cái số lượng nó không có nhiều đâu, mà cái dòng vang này thì thực sự là rất là nhiều anh em nào đã hỏi em nhưng mà em không còn. Đấy, hôm nay về chỉ được có 6 con này thôi. Anh em nào chốt thì gọi điện cho em theo cái số góc màn hình em nhé. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn ạ. Anh em xem video vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như anh em là đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang trong thời gian tới mà anh em chưa mua được ở cái đợt này thì đừng quên đăng ký kênh và nút chuông để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em anh nhé. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.